Vào tháng 8 năm 2021, những sai phạm nghiêm trọng về khai thác quạng apatit ở Lào Cai được vén màn bằng việc công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty Apatit Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama. Sau gần 2 năm điều tra, tính đến nay, cơ quan tố tụng đã khởi tố tổng cộng 15 bị can, mới nhất là ông Nguyễn Văn Vịnh bị tạm giam ngày 18 tháng 5. Công ty Lilama do ông Nguyễn Mạnh Thừa, 64 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, làm giám đốc. Năm 2009, công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, trên phần diện tích đất 3,77 ha. Do phát hiện khu đất này nằm trồng lấn với khai trường Quảng Apatit, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thu hồi giấy chứng nhận nêu trên. Đến năm 2012, công ty được cấp lại giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng. Dưới vỏ bọc dự án nhà hàng, khách sạn, công ty Lilama đã huy động nhân công, máy móc và thuê nhiều đơn vị để khai thác quặng apatit tại khu đất 3,77 ha. Quặng khai thác được, công ty bán lại cho công ty apatit Việt Nam và một số công ty hóa chất. Chỉ trong gần 3 năm, tính đến năm 2015, số quạng apatit mà công ty Lilama khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỷ đồng. Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỷ đồng. Về kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai xác định, lãnh đạo công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam biết rõ việc khai thác quạng Apatit phải có giấy phép, nhưng thực tế, dù chưa được cơ quan thẩm quyền nào cấp phép, nhóm này đã chỉ đạo khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng. Chiều trách nhiệm, 8 bị can cùng bị truy tố về tội, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Những người này gồm Nguyễn Mạnh Thừa, Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Apatit Việt Nam, Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc công ty Apatit Việt Nam, Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc công ty Apatit Việt Nam, Lương Văn Na, cựu phó tổng giám đốc công ty Apatit Việt Nam, Nguyễn Văn Bình, cựu thành viên hội đồng thành viên công ty Apatit Việt Nam. Cao Văn Tham, cựu phó phòng thuộc công ty Apatit Việt Nam, Nguyễn Văn Trung, cựu phó phòng thuộc công ty Apatit Việt Nam. Riêng bị can thừa bị truy tố thêm tội rửa tiền. Theo đó, với số tiền hưởng lợi bất chính, giám đốc công ty Lilama hợp thức hóa hơn 177 tỷ đồng bằng cách nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển rồi dùng tiền này để mua đất mua cổ phần mở sổ tiết kiệm để công ty lilama có thể khai thác trái phép hàng triệu tấn quạng apatit cơ quan tố tụng xác định có trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và các sở ban ngành địa phương này Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại thời điểm ông Nguyễn Văn Vịnh làm chủ tịch đã ban hành văn bản số 2610 năm 2012 và văn bản số 1717 năm 2013 về việc yêu cầu công ty Apatit Việt Nam bàn giao khu đất 3,77 ha cho công ty Lilama. Nếu còn khoáng sản thì công ty Lilama được tận thu, thỏa thuận, thống nhất với công ty Apatit Việt Nam để tập kết, quản lý, sử dụng. Việc Quý bác nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành chủ trương để công ty Lilama thu gọng quặng khi thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn là vi phạm quy định Luật Khoáng sản năm 2010. Cả văn bản số 2610 và văn bản số 1717 đều không phải là giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép tận thu khoáng sản. Tuy nhiên, công ty Lilama đã dựa vào các văn bản này cùng với giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp để khai thác, tận thu, thu gom, tiêu thụ quảng apatit trên khu đất diện tích 3,77 ha. Chịu trách nhiệm cho sai phạm trên, đến nay đã có 7 bị can là các cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lào Cai bị khởi tố về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhóm này ngoài ông Vịnh còn có Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng, hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Mai Đình Định, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai, Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công thương Lào Cai, Ngô Đức Hoàng, chuyên viên thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, cựu chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Với hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can như đã nêu còn với nhóm kiểu lãnh đạo và cán bộ tỉnh lào cai cơ quan công an đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra bao gồm lời khai của nguyễn mạnh thừa về việc chi tiền cho những người này